Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của đảng và của từng ngành. Nội dung trên được nêu trong chỉ thị về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo công điện, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước vi phạm giao thông có thể bị đưa vào tiêu chí xếp loại. Người đứng đầu đơn vị có người vi phạm có thể bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm. Thủ tướng yêu cầu quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm. Công điện nêu, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm giao thông của cơ quan chức năng, nghiêm cấm lực lượng chức năng xoay xoa, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Những vi phạm dẫn đến tai nạn nghiêm trọng như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thùng xe phải bị xử lý nghiêm. Việc xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn cần tiếp tục thực hiện quyết liệt để hình thành chăn quá, đã uống rượu bia không lái xe. Các địa phương có nhiệm vụ lên kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn với từng tuyến đường, địa bàn, tập trung vào các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, đông công nhân, khu du lịch, tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ phòng chống tác hại của rượu bia. Thủ tướng yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để tình hình giao thông phức tạp trên địa bàn. Các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm tiêu cực của cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật, chính quyền địa phương đều bị xử lý nghiêm.